Hello, hello và chào mừng tất cả các dân chơi đã đến với clip tiếp theo của Dân Thường trong ngày hôm nay nha. Ok, thì chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành này. Thì ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ làm cái clip này thông báo cho một người một cái thông báo quan trọng về cái giải đấu sắp tới mọi người. Thì đó chính là cái giải đấu solo mà mình có tạo cái cuộc bình chọn, mọi người có thể thấy. Đó thì mọi người mình thấy mọi người chọn mấy ALL, mấy cái ý trên khá là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực thi cái event mà mình can 6 cassette nha mọi người. Đó thì đầu tiên thì chắc mình sẽ tạo cái giải trước nha mọi người, tạo giải trước, sau đó thì mình sẽ làm cái event tặng thẻ và sau đó thì chắc là sẽ live stream sau nha mọi người. Ok. Đó thì về cái giải đấu lần này mọi người, thì về cái cách thức tham gia cũng như là cái thể lệ phần thưởng này kia thì chắc là mình sẽ đăng full chi tiết trên cái group của mình, group top pin bao của mình đó mọi người. Top pin bao TG thì có dưới phần mô tả, mọi người có thể kích xuống để xem. Thì mình sẽ để dưới phần bình luận game của clip này cho mọi người thấy nha. Ok. Đó thì giải đấu lần này sẽ có tổng số bạn là 12 người nha mọi người. 12 sát thủ nha. Đó, tham gia. Về phần thưởng thì top 1 2 3 nha mọi người. Còn đâu về top từ top 4 trở đi thì mọi người sẽ nhận khuyến khích thôi. Chỉ khuyến khích mọi người. Thì giải đấu lần này cũng gọi là nhỏ chứ không có lớn đâu mọi người. Thì mọi người tham gia với tinh thần là giao lưu là chính mọi người. Đó. Giao lưu là chính nha, phần thưởng thì là phụ thôi. Ok. Đó thì top 1 thì mọi người sẽ được cái thẻ cào hoặc là thẻ game 20k, một con ACC có bộ khí siêu đào nha mọi người. Ok. Đó. Và top 2 thì mọi người sẽ được thẻ cào hoặc là thẻ game cũng 20k luôn nha mọi người. Đó. Và kèm theo đó là 100 cái hoa hồng nha mọi người, hoa hồng trong game. Đó thì mình không thể nào mà tặng quà trong cửa hàng mà liên server được mọi người. Đó, game nó không cho phép mọi người, không thể nào tặng liên server được, nên là mình sẽ lấy hoa nha mọi người, mình sẽ tặng hoa. Tặng hoa đây thì có thể tặng liên server luôn. Đó thì tặng hoa là cái này nè mọi người. Cái hoa hồng này mình sẽ vào cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, đó cái hoa hiện tại mình đang có đây nè. 15.324 đó hoa mọi người. Đó thì mình sẽ tặng cái hoa này cho mọi người. Đó, là top 3 nha mọi người. Đó thì tặng thêm 100 hoa. Còn đâu về từ top 4 trở đi, top 4 trở đây thì sẽ được khuyến khích là 50 cái hoa đó mọi người, hoa hồng. Đó. Và top 1, 2, 3 thì sẽ có cơ hội giao lưu rank với mình một lần nha mọi người. Nếu mà mọi người cùng mức rank với mình, mọi người không có chênh lệch quá thì có thể giao lưu. Ok. Đó thì là như vậy nha. Và tiếp theo là về cái lục lệ nha mọi người. Đó thì mọi người lần này nó sẽ có phải là nó hơi mới một tí nha mọi người. Cũ thì cũng có đấy, nhưng mà cũng có mấy vài phần mới đó mọi người. Ok. Đó. Thì đầu tiên đó là về vũ khí nha. Vũ khí thì mọi người sẽ được chơi ba cái vũ khí đó, của anh em kể chơi ngày xưa đó mọi người. Đó. Thì cái này không thay đổi nha, trong cái giải đấu lần trước đó là mọi người thấy. Thì đầu tiên đó chính là vũ khí hạt nhân, và thứ hai đó chính là vũ khí thùng nước nha mọi người. Hạt nhân với thùng nước này, một trong các vũ khí mà đời đầu mọi người. Okay. Và vũ khí thứ ba đó chính là vũ khí thể nhiên nha mọi người. Ok. Thể nhiên. Hai vũ khí kia thì đào siêu liên tục, còn thể nhiên thì nó là an toàn nha mọi người, kiểu có kỹ năng thì mới chơi được vũ khí này ạ. Bao tầm gần khá là mạnh, trên cao mọi người. Đó là ba vũ khí này nha mọi người. Ok. Và tiếp theo là về cái kỹ năng nha mọi người. Đó. Kỹ năng hỗ trợ thì sẽ bị cấm nha mọi người. Cái này thì chắc chắn là phải cấm rồi, chứ không mấy bạn mà chơi kiểu cái xưởng cày mà kiểu baro rồi đó mọi người, chơi cái này lăn mát level thì nó quá là bá đấy mọi người. Đó thì nó có quá là nhiều cái kỹ năng mọi người, giống như là cái đạo cụ, thì anh em chơi nó kiểu nó cũng hơi mất cân bằng một tí mọi người, nên cái này sẽ cấm nha. Ok.
Ok, tiếp theo là kỹ năng ảo chủ cũng cấm luôn này, ảo đỏ mọi người, ảo đỏ cũng bị cấm luôn nha. Và tiếp theo là kỹ năng ảo bị thì chấm đào bị cấm nha mọi người. Đó, chấm đào bị cấm nha. Còn lại đâu mấy cái tăng đam hay là cộng máu này kia thì mọi người có thể xài bình thường, chọn cái nào cũng được. Nhưng mà riêng về cái chấm đào là bị cấm nha. Tiếp theo là về kỹ năng cũng như là đạo cụ. Kỹ năng thì chơi theo kiểu đào mà, đào là chính, mọi người hướng theo xuống đào nên là mọi người. Đây là sẽ cấm một cái kỹ năng, đó chính là đọc nha mọi người. Đó, đọc là sẽ bị cấm nha. Còn đâu mấy kỹ năng còn lại thì mọi người có thể sử dụng cái nào cũng được. Đó, đọc là kiểu chơi, chơi theo kiểu đam nè mọi người. Mình chơi là mình chơi đào là chính mà. Đó, ok. Tiếp theo là đạo cụ. Đạo cụ thì tàng hình sẽ bị cấm nha mọi người. Đó, tàng hình đơn, đơn cũng như là nhóm thì sẽ bị cấm nha. Đó, cho mọi người không thể nào mà đi chó được chơi chơi kiểu đào trang chính đó mọi người. Đó, nên là nếu mà chó này kia thì nó sẽ rất là mất thời gian, cũng như là kỹ năng, kỹ năng độc thì nó thì chơi đam quá này nữa, kiểu không đào lắm mọi người. Đó, đây là mình sẽ chơi theo kiểu cái giải đấu lần này là gọi kiểu là đào là chính đó mọi người, chơi đào. Ok, đó thì về kỹ năng là độc cấm này, và đạo cụ thì là tàng hình đơn với lại nhóm là cấm nha mọi người. Ok, đó. Và lần này á, thì mọi người sẽ được sử dụng cầm đây cho mình đó là ba đạo cụ cũng như là ba ô kỹ năng. Đó, được tự chọn ba cái nha mọi người. Còn mấy cái ô trước là bị cấm nha. Ok, đó, mọi người chỉ được mang ba cái đi thôi, cũng như là kỹ năng này. Kỹ năng cũng được cầm ba cái thôi. Đó, ok, đó là như vậy nha mọi người. Thì mọi người tự chọn, chọn kỹ năng hay là đạo cụ nào mà mọi người ưng ý á, hay là mọi người đang level cao á thì có thể cầm đi chơi. Đó, ba ô nha mọi người. Ok, nó mới là mới chỗ này một tí này. Đó, và đồng hành cũng như là bet này kia thì mọi người có thể chơi bình thường nha. Đó, ok, không bị gì phải ấy con cao mọi người. Đó, à còn một cái nữa là thức tỉnh nha mọi người, thức tỉnh cũng bị cấm luôn nha. Kỹ năng thức tỉnh là cũng bị cấm luôn. Tránh mấy cái combo mà kiểu hoáng hay là xung kích thức tỉnh hay kia đó mọi người. Đó, thì rồi khá là nhanh luôn. Nói chung là thức tỉnh sẽ bị cấm nha mọi người. Đó, đó thì về cơ bản là lục như vậy nha mọi người. Ok, thấy khá là nhiều cái mà mọi người, khá là nhiều cái cấm đúng không. Đó thì lần này thì là như vậy nha mọi người. À, quen một cái nữa là lực chiến nha mọi người. Lực chiến thì mọi người có thể tháo đồ hay làm sao đó mình không biết. Nói chung là lực chiến nằm trong khoảng từ 500 cho đến dưới 1 triệu nha. Đó, từ 500k cho tới dưới 1 triệu lực chiến. Thấp quá thì cũng không được, mà cao quá thì cũng không ổn luôn. Ok, đó thì là lục là như vậy nha mọi người ơi. Mọi người tranh thủ ở cái EB cho mình cái lần này thì có 12 người chơi mọi người. Thì mọi người sau khi clip này mà mình công khai lên nó 10 thì mọi người AB cho cái Facebook cá nhân của mình nha. Facebook cá nhân của mình thì mọi người mình cũng sẽ để dưới phần mô tả luôn. Đó, cũng như là cái group mọi người, cái nhóm. Đó thì mọi người AB cái Facebook cá nhân cho mình với nội dung đó là kiểu tham gia event 6k set ví dụ vậy mọi người. Đó, nói chung là mình để cho mình biết mọi người đã xem cái clip này rồi mọi người. Đó, thì 12 người lên là chắc là đủ khá là sớm thôi mọi người, nên là mọi người tranh thủ nha. Ai mà EB trước á thì sẽ được chơi, mà kiểu EB sau quá thì nó vừa cái số lượng nào mọi người thì nó chắc là mọi người sẽ phải chờ cái giải lần sau mọi người hả. Ok, đó thì clip này chủ yếu là mình thông báo cái giải đấu solo lần này mọi người. Như vậy thôi. Ok thì thôi chắc là mình sẽ up clip ở đây luôn nha mọi người ơi. Thì anh em có bất kỳ thắc mắc gì thì nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Và xem tới giờ phút này rồi thì đừng tí kéo xuống cho mình xin một like này. Và nếu là người mới thì đừng quên like đăng ký kênh và chấm thông báo để cộng vào là cái video mới nhất của mình nha. Ok, còn bây giờ thì có lại là chúc mọi người có một ngày tốt lành nè.